Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 22 tháng 12, thông tin từ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2 thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết sau khi phối hợp với đội cảnh sát giao thông, công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, chặn kiểm tra đoàn rước dầu bằng xe đầu kéo chạy phô trương trên quốc lộ 8A trong sáng cùng ngày, đơn vị đã đưa giấy tờ tất cả các lái xe về huyện để tiếp tục xử lý. Một lãnh đạo đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2 cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo từ quần chúng, có một đoàn xe rước dầu bằng 50 xe đầu kéo khi đi qua khu vực thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn thì bấm còi inh ỏi khiến người dân bức xúc Đơn vị đã phối hợp với đội cảnh sát giao thông huyện Hương Sơn chốt chặn tại cầu Hà Tân, kiểm tra giấy tờ tất cả các lái xe, ghi lại hình ảnh. Tuy sự việc không gây ảnh hưởng đến giao thông, nhưng việc đoàn xe đi theo kiểu phô trương diễu hành, bấm còi inh ỏi như vậy là không hợp lý. Trước đó, người dân trên địa bàn huyện Hương Sơn bất ngờ khi phát hiện một đoàn rước dâu bằng 50 xe đầu kéo. Đoàn rước đi từ nhà gái ở xã Sơn Trung về nhà trai ở xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn khi đi đến địa phận thị trấn phố châu do đường hẹp đoàn xe này đã bấm còi inh ỏi khiến người dân bức xúc lúc di chuyển tới cầu hà tân đoàn rước dâu này đã bị lực lượng cảnh sát giao thông yêu cầu dừng lại để kiểm tra sau khi tạm giữ giấy tờ của các lái xe đoàn rước dâu đã được di chuyển tiếp để không ảnh hưởng đến ngày vui của cô dâu chú rể được biết chủ nhân của đám cưới nơi trên là chú rể trung đê ngụ thôn hoàng nam xã sơn tây huyện hương sơn làm nghề lái xe đầu kéo